Anh Đinh rồi về đi lại còn ai? Dạ. Thế còn Hà Nội thì Hà Nội thì cô hết. Dạ. Thế còn ở Vũng Tàu vừa rồi cô Giá Thành Dạ. nhà vừa đi rồi. Vâng. Cô Giác Hạnh đi rồi. Thế là ba tỉnh Dạ. tôi giờ còn Bây cụ này nhất nhất nước Việt Nam rồi. hai Cụ bây giờ là nhất nước Việt Nam rồi. thanh đàm mà Vâng, nhất cụ á, bây cụ. thanh đàm cái mưa rồi. Thế hôm xưa bạn hay là thay bà Trương Pháp Chủ này nè, Dạ. hai cụ, Vâng. còn tôi còn ít tuổi hơn, cao Thôi được, quay đi, quay. quá, Và này cụ. cứ khó thì Mày. còn đèn, sướng là đi à, Dạ. nên cho nên là ngày xưa ở Nam Định này, cái bà Nguyễn Khoát ở phố khách có cái chén này. Ở Dương chén có pho tượng đổ vào đây Vâng. chảy hết đổ lưng lưng này còn Dạ. Vâng. Thì cả ngày dạy mình cứ vừa vừa này đây thì không được vơ thì không nói làm gì như là thế này ở đời này mình là thấy mới là mà sướng hạ xuống Dạ. nhưng mà sướng cũng được lâu hay là Dạ dạ có đây mà thấy là khổ cực không còn gì khổ hơn cả Dạ. sắp sửa sướng Dạ. Thế. Lại cô ạ. Cho nên là thấy khổ cực đừng có buồn sắp sướng rồi nhưng mà thấy sướng và cực sắp sửa đi rồi thì cực mới đến làng. Trắng rồi. Hai rau rừng nấu ăn cũng ngon thì đúng nè trưa sáng không ăn trưa ăn mà bánh đa rối ăn kém cơm tiết kiệm mình sợ nó kéo dài vậy này ở bên chùa Liên Trì cho được 30 cân gạo thùng mì đem chia cho dưới xóm mỗi người 2-3 cân không có nhiều thôi mình coi là lấy thảo đi thì kìa, các anh cứ đón ra mà không ra được không có ai mà đi thế kỳ này hòa thượng địch thế các anh bảo nếu cô ra thì con cho chuyên cơ về đón cô thế là phải đi xét nghiệm bây giờ hay cho cái gì mà muốn quấy với anh Vâng. Phải rất nghiệm vậy có giấy xét nghiệm Vâng. thế, năm ngoái thì ra ngoài này 5 tháng Hà Nội ra không kịp Vâng. thế là năm nay thì thương tịch thì gặp cái giai đoạn này cũng được đi lại được Vâng. hay ngày xưa là tôi ở bên Hưng Yên đi qua con sông này thằng này mà chưa dán Vâng. khó lắm Dạ. cái nhãn chuối không ai mua thế tôi để đóng vào
Thái Bình, Màn Tàu, Thái Bình, Màn Tàu, các bạn ơi. Vâng. Khu tổ. Dạ. Tổ Đu Huy Hoàng Cường này. Dạ. Ốm nặng. Thế là lấy tôn kinh, khu tổ trịch nha nè. Dạ. Em đi xe đạp ra ngoài ra Phú Xuyên bên Hà Nội mua hoa. Dạ. Có hai người. Dạ. Vâng. Thế là tổ nhất mời 5 tháng 10. Dạ. Tổ đề nghị là 15 tháng 11. Dạ. Nhưng Hòa Thương bây giờ là 16 tháng 9. Yeah. Cái năm ngoái Hòa Thương nằm lên bệnh viện ở bên con. Dạ. Tôi vào có cái vốn sâu này. Mắt đầu, tai kia, mắt, ngu lọ. Tay bỏ cho mình dài quá đầu gối. Tôi vào đây. Mà lớn con đi du đi. Chú này du được. À. Thế này bà cố ngoại tôi mới nói bà kia tổ nhà nó khá giả lắm. Thương con nó chả cho đi đâu. Thế đây tổ này. Này con này. Dạ. Chiều bắt đầu từ dưới quê con lên đây của vâng. Anh Tán. Dạ. Tôi ở lại đến 22 tuần nữa. Dạ. Dạ. Vâng. Đưa đơn xong chưa? Nãy cụ cái nhà từ xong rồi à? Nhà từ xong rồi còn nhà táo với cổng với hàng rào nữa của ta viết mới về là trong đúng rào gì dạ bạch cụ yên, xong rồi này yên vị các cụ từ tổ xong rồi lại phải tụng kinh nhập bạn mấy tháng nữa của mẹ đã cụ. Làm gì ngồi chỗ dạ hôm qua thằng mẹ đưa bánh lên vâng nó bảo bố con là đi cúng cô mà. Dạ. Vâng. Đại cụ. Về đấy 4 tháng nghe dạ. Dạ. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, 6, tháng 7. À. 5 tháng. Gần 6 tháng của ạ. Hôm cô gọi cho con thì con ra đến đây rồi. Hôm. Con lo xem. Lần mình. Ông quá nhỉ. Ông bố nó hay còn. Thì ra một đàn Vương Thiệu Vũ hay là đàn Dương Triệu Vũ Thanh là chưa Triệu chưa Thiệu. Thế là tôi và Đơn Nam không có cô Chí Định nghe dạ nghe cô tịch rồi cô tịch rồi dạ thì cái hồi mà cô Hòa Thượng ở chùa Hôi Xá ở Đường Bích để bạn chủ đang lễ là Hòa Thượng Thích Chí Định cái Phật tử ở trong Vạn Đức cải chính không phải không phải Hòa Thượng Chí Định thế này cái năm đại hội vừa rồi anh nhỉ thế Hòa Thượng khó pháp chủ tôi cũng lại bây giờ lại khó pháp chủ thành ra cái năm mà tôi vào trong ấy tiến thăm Hòa Thượng và bài Hòa Thượng con Chí Định miền Bắc theo Hòa Thượng bảo Phật không có Bắc Nam Chí Định không có miền Nam miền Bắc
Dạ. Đây là trí rình thì đây là đông cung trí rình. Dạ. Hay gì đẹp vậy? Đây cụ. Như này đến lúc mà chương trình, tôi này ăn mặc của rồi khăn cầm nón lên viếng hòa thượng. Dạ. Quý đi. Dạ. Người tu hành quý lắm. Dạ. Đây cụ. Bây giờ thì các cô mà đạo đức còn hiếm. Ở ngoài cái là làm được mấy gian? Bánh này cô ba gian ạ. Ba gian, nhà ba gian. Mà hai bên anh là có lành. Dạ. Thế giờ mà hồi được. Dạ. Được thêm một lần. Dạ. Thế là Hòa Thượng Thanh Bích này, hồi sáng này. Dạ. Hòa Thượng Pháp Chủ tôi bà. Dạ. Hay là con mình tôi. Dạ. Bích Bích này. Đấy cô. Út chứ. Dạ. Dạ. Bây giờ là 8 cô. 8 cô. Khó pháp chủ. Dạ. Tôi tuổi nhất. Dạ. Thế dạ. Năm nay mới có 90. Dạ. Thế chắc là cuối cùng đi. Dạ. Thế này còn ở được với Phật tử ngày nào thì... Đấy cô. Người ngày xưa không còn mấy dạ. Đi hết rồi. Dạ. Mới cái hôm mà ông mới đi tu người lắm, thầy Hảo cũng bảo là ông vào trong muốn tàu. Dạ vâng. Tôi bảo thầy Hảo là thầy Hảo với tôi thì đòn nghe. Dạ vâng. Đòn vọt chứ không có nói chuyện bơ bơ mà không hòa thân cứ gọi lên bà Xu Duẩn và ra đường con hơn. À đời rồi. Cái đạo này nghe là có bấm. Thầy vừa. Cái này đông từ sao đây. Làm mình mệt. Lạnh đi. Thế là cả ngày tháng. Rồi đấy đi mới học hành. Cái lăng lư. Đâu, thầy Nam thì thầy ghét đâu. Thầy Nam thì thầy ghét đâu. Thầy tốt không? Thầy ghét đâu. Người này chứ không có thầy nào ở cái nhà gần đi hết cả. Thế đời sớm mà định vài năm đi được có ổn không? Dạ, anh đi ra phần thầy gọi lắm thầy thì không đi được cùng xa thầy. Này, ông vàng bà vàng chết hết rồi. Dạ vâng, cũng mất hết rồi. Cụ còn mất trước, cụ quản. Anh còn là mọ bà cố của Hòa Thượng ở bên đây. Dạ vâng, bây giờ cũng chưa xây được. Để sẵn sàng thăm mà. Dạ, chúng con có nước chai ạ. Thế bây giờ với Hòa Thượng. Dạ, Hòa Thượng thì lên trên Hà Tây đây là học cô Thái Sam ở Bình Định. Tôi có về cái chùa rồi. Chùa Lan Thôn nên là bà cô đi ở đây cũng là đệ tử của tổ. Thế Hòa Thượng trông thấy cái này. Tổ trà chung thì mất lên bên Thái Bình. Bên Thanh. Cái năm tôi về đấy thì cô bác câu này là về gỡ gạch làm lại tương xây không có mái này là. Sau rồi gỡ gạch là bán gạch đi mua ngói mới lợp cho nên là bây giờ thì đi ở thì cả băm cung rồi đưa lên đến Hà Nam hồi lại
Thế là tôi ở trong Nam là gặp thầy Lợi. Thế mới hỏi đi đâu. Vô quân này lặng lắm. Nhưng mà thầy đi đâu, bảo nghe thầy chơi già. Thế là đưa thầy Lợi về đi quốc sư. Nói với Hòa Thượng Bảo Nghiêm bây giờ vào thăm đấy của bạn. Thì bảo cái này khó lắm, để tôi về vòng cung gần tháng 7 tôi lo về cúng lễ. Còn các thầy Lợi này, thầy Vũ này, thầy Phúc này, ông gì nhỉ, ông gì đen á, là thầy Hải ạ, mẹ mi đấy, Hải ạ, Hải ạ, ở trên này. Thế là đến rằm thì là gần đi. Thế là bây giờ mới cho bảo về quán sứ, rồi mới đưa về vòng cung. Thế về vòng cung có từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều là đánh giá cho về lâu lâu một tí thì địa phương còn được gần mặt nữa. Thế mà Hòa Thượng Tâm Thâm bây giờ dịch đi không có cái dịch. Bây giờ cái dịch cô nào mà đi chúng có cái dịch thì gây đi lễ Phật chưa? Con lễ rồi, các con chúng con lễ Phật. Con lễ rồi, lễ Phật rồi ạ. Và chốn tổ con tổ rồi ạ. Khánh thành năm ngoái thì là tôi trưởng chuyên môn thế là làm lại chùa là tổ xong rồi, chứ không có năm nay mà ấy, không có điều kiện này nè. Thật phương hết tiền. Gì đâu mà hắn cười vô tư nhất. Mình là chụp cho chị kiện thần chụp chuyện sau tí chuyện. Do đông người không lấy gì mà nuôi. Phật lở là sơ sát cả. Cho nên ở trong mấy con ăn một ngày có một bữa cơm. À, đi được rồi. Bữa trưa này thì ăn bánh ba anh cả. Thì tối thì ăn một chén cơm. Mấy mẹ mất cháo. Cái tình hình này không phải là xem kết thúc được con người. Dạ, là được rồi ạ. Con kiểu dài. Thì các Phật tử cũng phải trường kỳ trường kỳ kháng chiến có kế hoạch. Đây là Phật thấy Hòa Thượng Quả Độ nghe dạ, đến thăm chùa. Đây là Phật. Tôi là nghĩ là Hòa Thượng ở trên đấy nó lắm ấy nhỉ. Em bảo Hòa Thượng xuống dưới này cho mát. Cảnh dạy thì mà mới biết là Hòa Thượng tuyệt rồi. Dạ, trong ấy tôi để lên một cái tháp này nè. Chưa có gì cả. Để chờ viêm Hòa Thượng. Thế rồi có lẽ hàng năm nghe kìa. Là mâm cơm cúng Hòa Thượng 29. Dạ, đã 29 tháng 2 à. Tháng riêng ạ. À. Tháng riêng ạ. 29 tháng riêng. 29 tháng 1 ạ.
Tháng 2 à? Tháng 1 ạ. Dạ đấy. Anh Nguyên. Dạ. Vâng ạ. Cái cái năm mới rồi cái thầy lời mới bảo con đi làm dỗ hòa thượng. Và bây giờ thầy trao đổi với ông cụ chùa Phú Nhuận là thành chư tăng về bái pháp nha nhỉ. Dạ. Hồi hướng công đức. Đừng nói là dỗ mà được. Không ai dám đến nha nhỉ. Thế là về trao đổi ông cụ bà lòng. Thế là thành chư tăng về bái pháp. Nghe cũng được lắm. Thế bây giờ phải phương tiện với gần đoàn hoàng khó nghe vậy. Thầy tổ cái chỗ đầu thì cho thắng nó cũng cho con về đấy. Đoàn hoàng khơi việc năm ngoái. Dạ vâng. Thế còn năm nay thì khổ đi. Dạ vâng. Ờ. Mình đi lên này ra tôi bảo là mình trốn nghe vậy. Thế về tâm niệm thế này nó lên thế kỳ này ra xong rồi rơi ra Hạ Lâm thế còn đến tuần của Hòa Thượng mình đi về thế các Phật tử này về Hạ Lâm rồi dạ con chưa ạ con về rồi dạ vâng. Con về đành lễ Hòa Thượng lễ hai bạn rồi ạ. Dù để không thế mà lão giờ ra thì không ai coi rồi bóng lầu thế bảo con chúng con cho công nhân vào mà công nhân vào thì chỉ quét dọn đi còn công niệm là thế thế họ bảo cô ở đâu mà công trả được đâu trả là thật nhưng mà đấy là cái dấu gốc. Cái năm mà mới vào miền Nam nghe vậy, không có lấy là gay. Chí Hải. Dạ vâng đúng ạ. Đây cụ. Cô là về đây cúng. Có. Năm ấy về. Vâng, năm cái năm ấy cụ về này. Nhưng cô chủ trì còn. Ông Huỳnh vẫn còn đấy ạ. Cụ Huỳnh vâng. Dạ. Ui kiệt kiệt lắm. Dạ lắm. Vâng. Dạ. Này cụ. Anh Nguyễn này mời cụ. Hả? À. Đây, này cụ. Mời cụ chứng cho Phật tử chúng con cô ạ. Vâng. Cảm ơn người. Đây, bốn người quả. Này cụ. Đây nhá. Nha. Này cụ. Này. Ở dưới sân trường bạn của Hoan bộ đội với Long Hải trường không đi được thế đấy là gần chùa.